Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Crayon. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài số 1, Unit 1A, Reading. Trong cái bài Reading này của chúng ta có những cái từ mới mà chúng ta cần phải ghi. Thứ nhất đó là từ này. Bây giờ nhé, read the interview quickly. Hãy đọc cái bài phỏng vấn nhanh chóng. Find name of two sports and a pet. Hãy tìm tên của hai môn thể thao và một con thú cưng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đọc cái bài này. What's life for 13 years old in this youth? Teens talk to Philip, a boy from Zagreb, Croatia. Giờ chúng ta có này, từ mới này. Chúng ta sẽ nghe mày đọc trước nhé. 1A Exercise 2, page 14. Being 13. What's life like for 13-year-olds? In this issue, Teens talks to Philip, a boy from Zagreb, Croatia. When does school start and finish? 8:45 a.m. to 2:45 p.m. Monday to Friday. Do you get homework? Yes, I do. After school, I take a break, then I do my homework. What are your hobbies? I play football and volleyball. This Saturday, I'm playing for my school football team. I also enjoy computer games. Who is your favorite famous person? Lionel Messi. He's short with short black hair and a beard. He's from Argentina and a great footballer. Where do you live? In a four-bedroom flat with my parents, sister, grandparents and our cat. Do you argue with your parents? My parents respect my hobbies and opinions. Sometimes we argue about me playing computer games too often. What do you like about being 13? I've got a really nice family and a lot of good friends. What do you worry about? I worry about my future. I don't know what job I want to do. Rồi, chúng ta hết bài. Chúng ta coi nè. When does school start and finish? Trường học bắt đầu khi nào và kết thúc khi nào? Bây giờ chúng ta sẽ thấy 8:45 a.m. là 8:45 sáng. 2:45 p.m. tới 2:45 chiều. Monday to Friday, từ thứ hai tới thứ sáu. Vậy là anh chàng này đi học từ thứ hai tới thứ sáu và 8:45 cho tới 2:45. Do you get homework? Bạn có bài tập về nhà hay không? Yes, I do. After school, I take a break. Sau giờ học tôi nghỉ ngơi. Take a break là nghỉ ngơi. Take a break. Then I do my homework. Sau đó thì tôi làm bài tập về nhà. What are your hobbies? Sở thích của bạn là những gì? Hobby là sở thích, chúng ta học rồi. Hobby là sở thích. I play football and volleyball. Tôi chơi bóng đá và chơi bóng chuyền. This Saturday, thứ bảy tuần này, I'm playing for my school football team. Tôi chơi cho đội bóng của trường tôi. Football team là đội bóng của trường. Team là đội. Team là đội các bạn. Đội. I also enjoy computer game. Tôi còn thích chơi computer game. Who is your favorite famous person? Người nổi tiếng yêu thích của bạn là ai? Leon Messi. Anh ấy. He is short, là anh thấp. With short black hair, với mái tóc đen ngắn. And có một bộ râu. Râu này, cái từ này là râu. He is from Argentina. Anh ấy đến từ Argentina and là một cái great footballer, một cầu thủ nổi tiếng. Football là cầu thủ, great là tuyệt vời. Where do you live? Bạn sống ở đâu? Ở trong một căn hộ có 4 phòng ngủ. In a 4-bedroom flat, đây là tính từ ghép này. 4-bedroom là 4 phòng ngủ. Flat là căn hộ. With my parents, với bố mẹ tôi, sister, chị gái tôi, grandparents, ông bà tôi và con mèo của tôi. Ok. Do you argue with your parents? Bạn có tranh cãi với bố mẹ của bạn không? My parents respect my hobby. Tức là cái từ respect này là gì nè? Tôn trọng này, tôn trọng. Và cái từ này là tranh cãi. Tranh cãi. Chúng ta sẽ coi cách đọc nhé.
chúng ta sẽ đọc này. Argue. 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 Ok. Argue. Và cái từ tôn trọng này. Respect. 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 Ok. Rồi. Argue. Argue. Và respect. My parents respect my hobby and opinion. Opinion là ý kiến. Ý kiến. Tức là bố mẹ tôi rất là tôn trọng sở thích và ý kiến của tôi. Sometimes, thỉnh thoảng chúng tôi tranh cãi về tôi. Chúng tôi tranh cãi về cái gì? Về tôi. Về khi mà tôi chơi cái computer game quá nhiều. What do you like about being 13? Bạn thích cái điều gì về lứa tuổi 13? I've got a really nice family. Tôi có một cái gia đình thực sự là tôi tuyệt vời. Rất là tốt. And a lot of good friends. Và có rất nhiều bạn tốt. What do you worry about? Bạn lo lắng về điều gì? Cái từ worry là lo lắng. Worry. Worry là động từ. Lo lắng. Bạn lo lắng về điều gì? I worry about my future. Future là tương lai. Tôi lo lắng về tương lai của tôi. I don't know what job I want to do. Tôi không biết nghề gì tôi phải làm trong tương lai. Tôi không biết lớn lên tôi sẽ làm nghề gì đó. Ok. Rồi dịch lại một chút. Rồi bạn bắt đầu đi học và kết thúc khi nào? Từ 8:45 sáng cho tới 2:45 chiều, thứ hai cho tới thứ sáu. Bạn có bài tập về nhà hay không? Có. Sau giờ học tôi nghỉ ngơi, sau đó thì tôi làm bài tập về nhà. Sở thích của bạn là gì? Tôi chơi bóng đá và chơi bóng chuyền. Thứ bảy này tôi sẽ chơi cho đội bóng của trường tôi. Tôi rất là thích chơi computer game nữa. Ai là người thần tượng của bạn? Đại loại là thần tượng của bạn Leo Messi. Ông ấy thấp với mái tóc đen ngắn và có một bộ râu. Cái từ bộ râu chúng ta coi cách đọc. Beard. 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 Okay. Beard. Beard. Rồi và có một bộ râu ở ngày đến từ Argentina và là một cầu thủ tuyệt vời. Bạn sống ở đâu? Trong một căn hộ có 4 phòng ngủ với bố mẹ tôi, chị gái, ông bà tôi và con mèo của tôi. Bạn có tranh cãi với bố mẹ của bạn hay không? Bố mẹ tôi tôn trọng sở thích và ý kiến của tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi tranh cãi về việc tôi chơi computer game quá nhiều. Bạn thích gì về lứa tuổi 13? Tôi có một gia đình thực sự tuyệt vời và có rất nhiều bạn tốt. Thế còn bạn lo lắng về điều gì? Tôi lo lắng về tương lai của tôi. Tôi không biết làm gì trong tương lai. Ok, vậy chúng ta sẽ trả lời này. Tên của hai môn thể thao mà một con thú cưng. Hai môn thể thao đó là football, chúng ta đề cập trong bài volleyball. Và con thú cưng đó là carp. Ok, rồi chúng ta xuống bài dưới. Bài dưới này chúng ta coi lại những cái từ mới. Chúng ta coi từ mới này. Issues là cái số phát hành tạp chí. Okay. Đại loại là như vậy. Beard là râu. Respect là kính trọng, tôn trọng. Tôn trọng, kính trọng. Opinion là ý kiến. Argue là tranh cãi. Tranh cãi. Và worry là lo lắng. Rồi, ghi vào bài học. Bây giờ hãy listen and read the interview. Hãy nghe và đọc cái interview. Sau đó thì nối 5 cái section, 5 phần. Cái section dịch là phần các bạn. Với cái heading trong cái danh sách dưới đây. Cái đầu tựa đề, heading là tựa đề trong danh sách dưới đây nhá. Có một cái là phụ là thừa. Bây giờ fruit. Food là phần mấy? Đồ ăn. Đồ ăn chúng ta không có chỗ nào nói về đồ ăn hết. Bỏ qua. Rồi, idol là thần tượng này. Thần tượng nó nằm ở trong cái đoạn Leo Messi là số 3. Ba. Rồi school life, cuộc sống ngoài trường. Cuộc sống ngoài trường tức là sẽ là một nha, một. Rồi nhà và việc nhà. Nhà và việc nhà thì chúng ta có cái số 4 các bạn. Số 4. Rồi cái feeling, cảm xúc. Cảm xúc là số 5 các bạn. Số 5. Và hobby, free time. Hobby và free time đó là cái số số mấy ha? Hobby và free time số 2. Ok, hết. Rồi, answer the question in your notebook. Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây nào. How many days a week does Philip go to school? Câu này dịch ra các bạn dịch ra như sau. How many days là có bao nhiêu ngày một tuần mà Philip đi học? Tức là Philip đi học mấy ngày một tuần? Chúng ta coi từ thứ 2 cho tới thứ mấy? Từ thứ 2 cho tới thứ 6 là 5 ngày một tuần. Chúng ta sẽ trả lời như sau. 5 days a week. Trả lời ngắn gọn là 5 days a week. Các bạn nào trả lời đầy đủ là Philip go to school 5 days a week. Ok. Câu số 2, what does Philip do in his free time?
Philip làm cái gì trong thời gian rảnh của anh ấy và chúng ta đọc ở đây, đó là anh ta chơi bóng đá, chơi bóng chuyền và chơi computer game. Vậy thì chúng ta sẽ viết như sau. He play thêm sờ vì he là chủ ngữ số ít, bóng đá là football. Football này, volleyball này, volleyball and computer game and computer game. Rồi, câu số 3. Who is Leo Messi? Leo Messi là ai? Là một người cầu thủ người Argentina. Ok, là một cầu thủ người Argentina. He is a great footballer. He is a great footballer. And he is from Argentina. Rồi, câu số 4. How many members are there in Philip's families? Tức là có bao nhiêu thành viên trong gia đình của nhà Philip? Bây giờ chúng ta sẽ coi này, bố mẹ nó này là 2 người, ông bà 4 người, chị gái và nó, tức là nhà có 6 người. That's right. Vậy chúng ta sẽ trả lời là there are 6 member. Các bạn viết là member cho nó giống cái câu hỏi. Member, there are 6 member in Philip. In Philip trả lời đầy đủ như này. Family, in Philip family. Và câu cuối cùng, what does Philip worry about? Philip lo lắng về điều gì? Đó là về tương lai của cậu ấy. He worry thêm s, is này biến thành in ngắn thêm s bởi vì he là chủ ngữ ít. About his future. Chúng ta sẽ đổi thành his future chứ không phải my future nữa, đổi ngôi nha. Rồi cái bài số bài số 1, số 2, số 3, trang 14. Đến đây là hết và hẹn gặp lại các bạn trong bài số 4. Goodbye, see you later.